Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Phú Yên chính thức thông báo thay đổi địa điểm hoạt động từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 như sau. Tên gọi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Phú Yên, địa chỉ 230 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, điện thoại 0573821880, fax 0573821883. Nhân dịp khai trương, Đông Á Bank mang đến nhiều chương trình khuyến mãi, gửi tiết kiệm lãi suất cạnh tranh, thêm quà tặng và cơ hội tham gia chương trình.